buổi sáng sớm ở bên sao biết cả nhà đẹp quá, quá trời đẹp, giống y chang rồi Việt Nam mình vậy đó, ở bên đây không đó, cả hai bên là đường, bả cây cối tùm lum mới đã không, cây dừa không, từ từ mình qua đây giống như cây dừa thấy quá đẹp các bạn đó. Mình sau lưng mình đây là cái chỗ nhà đó, cái bo bót giống như là kiểu mà có chiếc xe đường xe chạy này kia nọ rồi thể thao rất là vui, mặt trời rất là đẹp đó. Mới sáng sớm bây giờ là mới có 10 giờ thôi cả nhà. Ở khu này á, người ta chơi là tới 2-3 đêm khuya luôn chứ không có đóng cửa. Bây giờ mình đi ăn sáng cả nhà ơi. Tại anh em cũng đói bụng rồi, buổi sáng sớm thì chưa ăn gì hết cho mình ra đây đi coi như thế nào, để tìm đi chung với mình coi có gì ăn không nha. Để coi có cái gì đang ở trong khu này. Kêu hết giống nhau đi, là ai muốn ăn khác không? Đây là bút, đổ một cái này bút. Bút, you want something? Rồi Khánh, muốn ăn gì? Bút gì? Bút order này, bút bill order này phải không? Hai cái này. Mình này hết, nó hết phải không? Mỗi người cái. Rồi ai bay anh có ăn gì? This one right here. Ok thì thôi mẹ nó ăn. Ok. Hả? Wow, đẹp quá. Thank you.
đẹp. Đó, đường xuống biển nè. Đó, người ta đi ngon lành không? Tự nhiên đi trên cát. Quá đẹp phải không? Vừa đá vừa đẹp. Vừa đá vừa đẹp nữa. Ồ, cát trắng tươi luôn. Đi rồi. Ở bên xe số tả gì? Tắm chưa? Tắm chưa? Tắm chưa? Lần sáu, lần sáu, lần sáu. Tắm hết chưa? Còn. Bây giờ mình hết ngày bãi biển rồi đúng không? Ồ, quá trời luôn kìa. Ủa, phải chụp một tấm